Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 Tép ạ. Hôm nay bên cửa hàng em tiếp tục về được 60 bộ mic là DAE Acoustic, model là GS361, GS111. Thì cái mic này là từ Tết đến giờ là không có hàng các bác. Thì trước Tết bọn em nhập về thì bán trong Tết là hết. Thì từ Tết đến giờ là không có hàng. Thì rất nhiều các bác đã gọi điện hỏi đặt hàng, tuy nhiên là cái hàng này nó không không có. Thì bây giờ đến mấy tháng 3, tháng 4, gần hết tháng 4 rồi, cũng dương lịch rồi, thì hàng mới về được đợt 1. Thì lần này em về được đợt 1 đấy là 60 bộ các bác, 60 bộ. Thì cái model này là cái model GS111, là cái model dùng trong gia đình. Thì trong thời gian vừa qua thì trước Tết, sau Tết thì bên em về được cũng 60 bộ cái mic của hãng này, là cái model là K4 số 8. Thì K4 số 8 là cái phiên bản nó dùng cho sự kiện, giá nó cao hơn, giá nó sẽ cao hơn. Cái phiên bản nó thì là nó có 4 dâu, sóng thì cực kỳ là tốt, sóng tốt hơn, và nó là giá sẽ cao hơn là 4 triệu 5 triệu 2. Còn cái bản này thì giá của nó là 4 triệu một cặp các bạn, chỉ có 4 triệu một cặp thôi. Thì thứ nhất là cái giá thành của nó hợp lý hơn, nó rẻ hơn, nó rẻ hơn. Thứ hai là nó là cái phiên bản dòng gia đình, cho nên mà nó là mic hai hai anten, hai dâu, tức là hai dâu và có tự ngắt. Còn cái bản 4 số 8 kia mặc dù là giá cao hơn 5 triệu 2, tuy nhiên nó là cái phiên bản dùng cho sự kiện, cho nên mà nó có 4 dâu, và thứ hai nữa là nó không có tự ngắt. Cái phiên bản này nó có tự ngắt đấy. Thì đó là cái sự khác biệt giữa hai phiên bản này. Thì cái 111 này thì cái giá thành của nó hợp lý hơn, tức là nó sẽ đáp ứng được thị hiếu của nhiều người hơn. Do là cái nó là cái phiên bản gia đình, cho nên mà nó có tự ngắt. Cái phiên bản trước là nó là 5 triệu 2, nó là hàng cao cấp, nó nhiều tiền, đắt tiền. Tuy nhiên là nhiều bác là cũng không thích khi mà mua dùng trong gia đình, nguyên nhân là vì là nó không có tự ngắt. Thì tuy nhiên thì đây là cái phiên bản dùng trong gia đình, cho nên mà phiên bản này đã có tự ngắt, còn cái phiên bản kia là nó nhiều tiền nhưng không có tự ngắt đấy. Còn về cái chất âm của hai cái phiên bản này thì rất nhiều các bác còn hỏi, thì em cũng trả lời luôn cho các bác khỏi phải hỏi. Thì chất âm của hai dòng này thì hầu như là như nhau các bác, nó là hàng xịn cả, nó dùng đều là của hãng DE cả đấy, hàng cao cấp của nó, cho nên mà chất âm là 19 1 10. Thực sự là chúng ta cầm hai mic, chúng ta nếu mà chúng ta alo thì có hầu như là không có sự khác biệt ở đây. Nó khác biệt ở đây là khác biệt ở thứ nhất là cái dòng cho sự kiện thì nó sóng nó tốt hơn, sóng tốt hơn, và nó thiết kế dành cho sự kiện, nó dùng cho sự kiện, cho nên mà giá thành nó sẽ cao hơn. Còn phân khúc gia đình thì đây là cái phân mic là nó cực kỳ là phù hợp. Thì hãng đã có những cái nghiên cứu để nó đáp ứng được các cái tiêu chí để dùng cho KTV, karaoke gia đình. Thì bây giờ em sẽ quay lại chi tiết cái phần nội thất của cái dòng mic này cho chúng ta nghe. Trước khi mà đi quay nội thất thì em cũng nói luôn, giới thiệu lại cái thương hiệu của cái hãng này. Thì DE là cái thương hiệu của Đức các bác nhé. Đức thì loa chúng ta sẽ hiện nay là cái hãng này thì nó có nhà phân phối chính thức tại Việt Nam, có hàng bảo hành tại Việt Nam luôn, chứ không phải là hàng giống như một số hãng là không không có phần nhà phân phối, nhập đường tiểu ngạch về. Cái này là có nhà phân phối chính thức luôn, có công ty nhập khẩu về phân phối và bảo hành toàn quốc 1 năm, công ty của Đức đàng hoàng chứ. Tuy nhiên là dòng mic này thì nó không có sản xuất tại Đức các bác nhé. Như các cái lý do thì em đã giải thích rất nhiều, là các bác cứ tìm hiểu đi. Thì mic này thì tất cả những cái mic mà bán ở trên chợ hiện nay thì đều là sản xuất tại Trung Quốc, bởi vì nhà máy nó đặt tại đó. Em chỉ nói là thương hiệu thôi. Còn cái lý do tại sao mà các hãng nó đều đặt nhà máy tại Trung Quốc thì chúng ta đã nắm rất rõ rồi. Thì nó là do là cái thị trường Trung Quốc là cái thị trường karaoke nó hầu như nó số 1 thế giới. Các hãng đều có nhà máy tại đó để nó bán cái dòng sản phẩm về karaoke tại đó cả. Đấy. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu luôn cái phần nội thất của nó cho các bác xem. Thì đây là cái đầu thu của nó này. Đầu thu của nó thì được thiết kế bằng mặt phay nhôm. Đấy, mặt phay nhôm rất chi là đầy chống lăn. Chống lăn ở đây, nguồn đây, và dày 6 ly. Nói chung là tất cả và khi về chúng ta chỉ việc dùng thôi. Cái này là bảo hành 1 năm nên cho các bác yên tâm về chất lượng của nó. Đây, sẽ hướng dẫn sử dụng. Đấy, chúng ta thay đầy đủ hết. Cái này là bảo hành 1 năm các bác nhé. Và
Cái mic này thì cũng châm trước cho nói trước cho các bác biết là khi mà các bác mua hàng ấy thì nên tìm hiểu kỹ. Thứ nhất là cái mic này là hàng mic mới nguyên hộp, bên em sẽ không cho thử hàng. Thứ hai nữa là hàng này là được bên em, hàng này đã được nhà công ty bên em bảo hành 1 năm, cho nên mà các bác yên tâm về cái chất lượng của nó. Thứ ba nữa là bên em là cái một cái đơn vị lớn uy tín ở toàn quốc, tức là trong khu phía Bắc này, bên em là một trong những cửa hàng thực sự là cực là lớn. Thì cho nên mà nó cũng không phải là bán ba cái hàng rẻ tiền hoặc là ba cái hàng vớ vẩn để mà làm mất uy tín của bên em đi. Thì cái điều đó là bên em cam kết. Cái lý do tại sao bên em không cho các bác kiểm hàng thì em nói luôn thế này. Lần trước rất nhiều lần là bên em là thứ nhất là bán cái mic, lần trước là bán mic mới đến là có những cái mic, các bác biết là cái mic DE Acoustic K4 số 8 là cái mic 5,2 triệu, mic cực xịn luôn, là mic nhiều tiền, ca sĩ người ta dùng rất nhiều rồi, rất là nhiều người dùng mà chưa thấy ai phản ánh, nhưng mà cũng có một số bác thế này đến là xin thử hàng, em đồng ý thôi, bên em thoải mái không có khó khăn gì cả, cho kiểm tra. Em cũng nhận trước rồi, bây giờ cái sử dụng ấy anh thử thì cho anh thử, tuy nhiên là các cái linh kiện của nó anh không được lấy ra, ví dụ như là các cái pin này này các anh không được dùng, pin này pin mới của hãng này nó khác, bây giờ các bác dùng rồi bây giờ không nhận hàng gửi về, mấy em là phải đi mua cái pin khác bỏ vào đây, nhưng mà cái pin pin này pin Việt Nam nó nhìn nó không phải là hàng theo của nó, thì nhiều người ta vẫn không thích. Đây là dặn rồi, tuy nhiên là đây vẫn lấy ra dùng, lấy ra bóc hai pin này ra xài, dùng thử bắt đầu sau là tháo hết ra, tháo là túi bóng này, các cái bịch ni lông này vứt sạch đi, chống lăn này vứt luôn, không nhét vào nữa. Lúc khi mà hàng em đi em gửi đi thì nó đẹp long lanh mười, lúc khi đóng lại thì gói sơ lại gửi ngược lại, lúc khi mà không ưng, mà có những bác cái lý do không ưng nó trời ơi, nó thực sự là 100 người 10 ý không thể mà lường trước được. Có những cái bác bảo lắp vô tiếng ok sao nó hú thế này, trời ơi mic nào mà em bao hết hú cho các bác được, xin lỗi chứ bây giờ những cái hú thì nó có 100.000 lý do, nó phải cả một kỹ thuật của nó chứ đâu phải là cứ mic nào là cái mic ở nhà anh không hú mà bây giờ cắm cái mic của em vào nó hú thì nó có những cái nguyên nhân do anh chỉnh, do dàn của anh hoặc là do nhiều cái thi lý do chứ ai dám bán cái mic cho các bác mà bảo là bây giờ chống hú hết được, thế là chống chê là hú, thế là gửi lại. Nhưng mà cái đó thì em còn không bực có một cái bác ở trong kia, em nói thật em định bóc phốt luôn, rất là ức chế là cái hộp của em là nó như thế này, đây em nói luôn, đây cái hộp như thế này, nguyên như thế này đây. Nếu như bình thường chúng ta bóc là chúng ta phải nâng cái này ra đúng không, nâng cái này ra đấy, kéo cái này ra thì nó mới tháo được cái hộp ra. Tuy nhiên là ông cụ này ông không biết làm thế nào cả, ông lôi để thế này, ông bóc được này không được, ông lại quay ngược lại phía sau này đấy, miếng cao này ông đây, cái phía sau này nó có cái miếng giấy người ta dán này, đây ta dán cái chỗ này, đây cái chỗ này ông để tự tháo này, ông bóc đây ra, ông bóc cái không được, bóc không được cái là ông lấy con dao làm, ông rạch một đường xong vòng tròn đây, vòng một vòng đây, ông lấy được cái mic ra, ông thử ông ngừng, ông đem ông đùm sơ ông ném lại, trời ơi, về đến nhà em ức chế kinh khủng luôn. Tại vì là cái mic nó rất là nhiều tiền, bây giờ nó rách cái hộp đi là đã không bán được rồi. Sau đó em từ đó là em không cho kiểm tra hàng nữa, rất là bực mình. Có những cái người khách mà người ta đến nội, tức là tiền của cái ông ấy là coi như là ông là coi như trời, nhưng mà bọn em tiền bọn em chắc là coi như rác. Mà trong khi là hàng bọn em có cần phải đặt cọc đâu. Vào mic là mic đã rất tự tin rồi, mic là mic xịn, rất nhiều người ta mua, người ta đã dùng, bao nhiêu người dùng rồi. Chất lượng không cần phải suy nghĩ đâu. Hàng xịn mà đến vào ông nữa, ông bảo là ông chê hú và là ông không nhận hàng. Mà trước khi cho thử hàng em cũng đã dặn rất kỹ cả bên nhân viên Viettel là không được lấy cái pin này, không được lấy linh kiện ra, kiểm tra xong đóng lại như cũ. Chẳng hiểu nhân viên kiểu sao cho họ rạch một đường như thế lấy họ đồ ra, rất là bực những cái người khách trời ơi luôn ấy. Cho nên mà cái hàng này em thông cảm các bác, thông cảm là em không cho các bác kiểm tra hàng. Kiểm tra hàng lúc kia các bác tháo cho tùm lum, các bác gửi lại không được giống như bên em gửi. Thứ hai nữa là dùng pin dùng ấy của em, cho nên mà em thà em bán ít đi một chút, em không cần bán nhiều, tuy nhiên rằng là phải chắc ăn, nên là các bác mua hàng của bên em là nên lưu ý cân nhắc kỹ, em không cho thử hàng các bác nhé. Cho nên mà các bác nào mà đã tin tưởng bên em
mà đã tin tưởng về thương hiệu. Và các bác, những cái mic này thì trên mạng rất nhiều người dùng chứ không phải là mình bên em có hàng, có hãng mà. Các bác lên YouTube các bác tìm hiểu xem đánh giá cái chất lượng của nó các bác trước khi mua, tránh cái trường hợp là các bác buồm hàng của bên em, và thứ hai nữa là về những cái lý do nó không xứng đáng để mà bên em gửi đi gửi về nó không mong muốn. Em xin kết thúc video tại đây nhé, xin cảm ơn tất cả các bác nhé, xin chào, hẹn gặp lại ạ.